Hello các bạn nha. Đây là đơn phát điện của anh khách nha. Cái IC này nó mới về nè, ở cái cầu diode 3 pha. Hôm nay nó hết hàng các bạn. Vẫn là 260k một combo nha, hàng sẵn hết nha. Ra đỏ và xanh. Đỏ dương, xanh là âm. Đó. Thì các bạn có thể đấu vào những cái bóng đèn LED 12V nha, 24V. Hoặc là đưa vào trong cái thiết bị sạc nha. Ví dụ như những cái bộ sạc như vậy. Bộ sạc năng lượng mặt trời. Từ đó thì các bạn đưa ra cái một là cấp nguồn sạc ắc quy nhỏ nha, ví dụ như 510A, hai là chạy những cái tải 12A4 nè. Cộng thêm hai cổng USB nữa. Ok, thì bộ này là 260 nha, 260 là gồm một động cơ phát điện cỡ nhỏ nha, cỡ 100W. Tem thì ghi là 9,4 các bạn, nhưng mà con này thực tế là khoảng 100W nha, 120 gì đó. Quay các bạn thấy rất là nhẹ nhàng không? Ra điện. Bóng này cần để mà cần điện sáng là cần 12V ha, cần 12V các bạn, 20W nha, khoảng 1,5A nha. Các bạn thấy nếu mà 2A đi, 2A nó là 24W nha, cho nên là khoảng 1,5A. Quay rất là nhẹ nhàng ha. Con này để viên zin nha, còn khách nào mà đấu vấn lại thì con này rất là khỏe ha, phát điện rất ok. Tua chậm tầm 650 vòng phút. Các bạn thấy quay rất là nhẹ nhàng. Cốt 10 ly nha. Khách nào đấu vào cái cúp nối hay gì đó ra cánh nha. Cánh. Con này cánh cần tương đối chứ không cần lớn. Cái này các bạn làm trục ngang là hợp lý nhất nha. Đừng làm trục đứng. Đứng thì nó tốn nhiều công sức. Ok. Giá là 260k bao gồm phí ship. Một cụm động cơ phát điện 3 pha của Nhật và một cầu diode 3 pha hàng sẵn ra đỏ đen. Còn khách nào thêm cái bộ sạc này thì là tổng là 400 nha, 400 bao ship. Đây là đơn của anh khách nha, hai bộ không bao gồm cái đèn này các bạn. Cái đèn này bữa mình nói mình mua về bán, nhưng mà thôi, chắc các bạn khách nào mà thật sự cần khó thì liên hệ mình. Mình mua dùm ở trên Shopee Lazada nha. Còn lại thì khách nào cần mua thì cứ lên đó mua dùm cho nó nhanh các bạn. Chứ nhu cầu sợ không có nhiều á, mình đặt về là không ai mua thì để đó cũng vậy. Như vậy chứ tối là rất là sáng luôn các bạn nha. Tối là rất là sáng nha. Một động cơ nó thắp được khoảng 3, 4 bóng, 5 bóng gì đó. Tùy cái lực của cánh các bạn. Cánh bạn làm lớn nha. Cái ampere thì nó liên quan tới lực của cánh nha. Còn cái tua thì nó liên quan tới cái vol, cái áp đầu ra. Đó, cho nên nhiều khi khách hiểu thì sẽ làm dễ, còn không hiểu thì làm nó hơi khó, rồi mình cải tiến lại các bạn. Chứ đâu có ai làm một lần thành công đâu. 260k một bộ bao ship nha. Luôn cái bộ sạc này thì 400. Ok, đơn này là đơn của anh khách, hai cái kèm với hai cây ti thủy lực chiều nay giao nha. Anh thông cảm giùm, tại vì cái này nè mới về hồi sáng này luôn, cho nên là mới làm này giao được cho anh. Lần sau mình sẽ đặt nhiều các bạn. Đặt cái nhiều việc quá quên á, nó hết khi nào không hay. Cái tới lúc cần cái lấy ra cái đòi hết, phải đặt phải 3-4 ngày, nhiều shop giao chạy trễ các bạn 4-5 ngày chứ không phải là tự nhiên có liền. Ok, cảm ơn anh ủng hộ nha. Thì khách nào cần thì liên hệ shop nha. Một combo là 260k bao ship. Combo phát điện mini. Cũng có nhiều khách ở trong thầy dạy học các bạn mua về để làm thí nghiệm này nọ cho học sinh này nọ ha, cũng có nha. Con này là 1,7 kg, nặng 1,7 kg, dây đồng 500 rất là nhiều viên nha, một như 8 viên hay sao. Ok, cảm ơn anh ủng hộ.